Hello anh em, thì hôm nay sau khi mà mình chốt đơn con Pocket 3 thì mình đi đến biển hồ để test chất lượng video cho anh em xem là cảm biến 1 inch ở trên con Pocket 3 nó có gì khác biệt so với cảm biến 1.4 inch ở trên con Pocket 2, nó có sự khác biệt như thế nào. Thì hôm nay thì mình sẽ quay review cho anh em. Đây là mình đang đi biển hồ này. Quay lại cho anh em. Thiết kế ở trên con Pocket 3 nó mấy cái nút nhấn mình cảm thấy là nó cái độ này nó cao quá, dễ bấm hơn. Có thể đi bằng ô tô xuống rồi ta, không biết rồi. Anh em thấy chất lượng hình ảnh ở trên con Pocket 3 nó như thế nào? Mình quay ở chế độ 2.7K. sáu mươi fps và noise trừ 2, stepness trừ 2. Thì đây cũng là cái chế độ mà mình set ở trên con DJI Action 4 á. Thì mình thấy hình ảnh nó cho ra tự nhiên và nó chân thật. Mình không thích cái độ nét cao lắm, mình thích cái độ nét nó khoảng trừ 2 thôi, nó thấp chất là ok. Cái con Pocket ngắn á, cái con Pocket nếu mà mình không gắn thêm cái phần kết nối á thì nó hơi ngắn, cầm nó đụng cái màn hình đó, mà gắn thêm cái dài vô thì không sao, đủ. Đây, cái hồ đây. Anh em thấy sao nãy giờ mình đi như không đi luôn á. Đỉnh lắm. Không biết chất lượng hình ảnh như thế nào thì mình sẽ chỉnh lại sau. Quay 2K thì zoom được 3x. Thì các bạn thấy hình ảnh như thế nào? Ổn không?